Các bạn thân mến, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái vấn đề mà trong quá trình bán con giống mình thấy là một sai lầm chết người là các bạn khi mà rắc vôi bột lên cái nền cát mà các bạn đang nuôi đà điểu thì vôi bột nó sẽ làm cho hỏng hết cái đường ruột và đường nội tạng của con đà điểu. Tuyệt đối là không bao giờ dùng vôi bột khi mà nuôi đà điểu các bạn nhé. Một số khách hàng họ không biết. Đấy, đâm ra là các bạn yên tâm là mình kênh của mình là đây. Các bạn có thể xem cái ví dụ như là mình các bạn tìm kiếm cái con giống đà điểu. Đó. Mình lấy luôn cái minh chứng này trên cái kênh của mình. Thì mình có rất nhiều các bài, các bạn vào cái kênh chim cô gái hay hoặc các bạn lên Google, các bạn tìm kiếm cái số điện thoại này. 033 5305 982 hoặc là kênh chim cu gáy hay. Kênh của mình tại sao kênh chim cu gáy là ngày xưa mình phát triển trang trại chim cu gáy và đến bây giờ mình bán hai sản phẩm chủ đạo là chim cu gáy và con giống đà điểu. Thì các bạn thấy là có rất nhiều cái bài đăng mua đà điểu ở đâu này, đà điểu 2019 này, rồi đà điểu chất lượng của tháng 5 này, ấp đà điểu này, rồi con giống đà điểu này, rồi chuồng nuôi này, rồi cách đóng vận chuyển, rồi trứng đà điểu, rồi các sản phẩm đấy, nhận biết chống mái, rồi những cái trên mạng của mình là có rất nhiều bài đăng, đúng không? Để hôm nay mình xin phép mình đăng cái video là một sai lầm chết người khi mà các bạn không hỏi ý kiến của bên lọ bên kia mà các bạn rắc vôi bột lên quanh khu vực cái giống đà điểu này. Khi các bạn cho amen tiêu hóa màu trắng hoặc là thuốc bể bổ bê complex vào trong khay cám, nó lao đến nó ăn luôn, nó không ăn cám mà ăn luôn những cái gì màu màu rời bóng màu xanh, rồi quả cau, rồi tất cả những cái gì nó mang tính chất là bắt mắt lạ lạ, nó đến nó ăn nó nuốt luôn. Nhiều bạn ăn những quả cau cũng bị tắc ruột, nhiều bạn ăn những cái viên đá trắng xóa cũng bị tắc ruột, nhiều bạn ăn những cái mảnh 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 chai mảnh sành. Thế hôm nay có một cái bạn quay video cho mình xem là rắc vôi bột lên mục đích là cũng muốn là khử trùng muốn an toàn, thế nhưng ra là nguy hiểm chết người, những con đà điểu ăn ăn nhiều chết luôn tại chỗ luôn, chết luôn sau vòng mấy tiếng, và ăn ít thì nó cứ chết dần chết mòn bởi vì nó cũng khác gì gà ăn dính nước rửa bát. Hoặc là riêng vôi bột thì các bạn rắc vào chuồng gà chuồng lợn thì không sao bởi vì con gà con lợn nó sẽ không ăn cái vôi bột đó, nhưng riêng đà điểu thì chỉ hở ra một tí là nó mổ nó ăn luôn, mà ăn cái là nó bị loét hết cả đường ruột luôn, rất là nguy hiểm các bạn nhé. Đấy, trong đó là có cái cỏ mần trầu, thế nó dai nó bì bì nó làm cho không tiêu trứng diều nhé. Đấy, rất nhiều các bạn cắt cỏ, các bạn cố gắng đừng bao giờ cắt ở những cái chỗ mà người ta phun thuốc trừ cỏ mình không biết nhé. Rất là chia sẻ với các bác nông dân bỏ đồng tiền ra mua con giống nhưng mà không hiểu biết lại càng thêm nghèo khó, đúng không? Nghĩa ra các bạn định làm cái gì, cho uống cái gì, làm như nào, các bạn cẩn thận, các bạn hãy gọi điện cho bên đồng chí Thao, số điện thoại là 033 5305 982 để được tư vấn. Đó, tư vấn thì các bạn sẽ biết được là nó rất là bổ ích cho các bạn. Chứ bây giờ tôi có thể minh chứng là tại sao một năm tôi bán rất là nhiều đà điểu các bạn ạ. Đấy, tôi bán danh sách bán của tôi trên năm 2019 thì các bạn biết là tôi không hề xạo một chút nào luôn. Đây, tôi mở lại một cái video rồi đấy. Đây là những cái thông tin các bạn nhìn qua thì các bạn biết rất nhiều. Đấy, rất nhiều, rất nhiều. Đấy. Rất nhiều khách hàng toàn quốc, hàng trăm đơn luôn. Không đơn nào trùng lên nào, và tôi để rõ số điện thoại, địa chỉ các bạn nhé. Đấy, Thái Nguyên này. Đấy, Nghệ An này. Rồi đi nước ngầm đi nào này. Đấy. Rồi Thanh Hà, Hải Dương này, rồi Trà Vinh này, rồi Chương Mỹ này, rồi Hòa Bình này, rồi Phú Thọ này, rồi Hà Giang này, rồi Đồng Nai này, rồi Đà Nẵng này, đấy, Hải Hậu này, Bắc Giang này, đấy, rất là nhiều các bạn nhá, đấy, rồi Tiên Lãng này, đấy, Mỹ Đình này, Thái Bình này, Hà Nam này, Hà Giang này, miền Đông này, Vĩnh Tuy này, đấy, Hà Nam này, Nam Định này, Phú Thọ này, Lâm Đồng này, Yên Bái này, miền Tây này, La Di Bình Thuận này,
rất là nhiều các bạn nhé. Mình phải nói là mình không giấu giếm gì những cái thông tin này. Các bạn có đăng số điện thoại, địa chỉ, các bạn hết sức thông cảm, bởi vì mình muốn chứng minh cho các bạn rằng mình có đủ tư cách để mà nói chuyện với các bạn khi mà mình chia sẻ cái video này, bởi vì là rất là vất vả các bạn ạ. Bà con rất là vất vả khi mà chăn nuôi để có lãi, nhưng mà cho vôi bột để mà gần vào miệng con đà điểu, kể cả nó to mấy chục cân một tạ, khi nó ăn vôi bột vào là biết ngay nó cứ lưu diêu rồi lom rom, rồi nó bị tổn thương không khác gì mình bị rạch cái bên trong ruột, nó làm cho phân hủy toàn bộ cái đường ruột các bạn nhé. Riêng về đà điểu rất là nguy hiểm. Thì của video này mình xin chúc các bạn sẽ tránh khỏi những cái loại, mà khuyên cáo các bạn là lên dùng thuốc, lên xây chuồng trại, lên làm những cái gì đấy thì được tư vấn của những người đã va chạm, đã có kinh nghiệm nhá. Ok, cảm ơn các bạn và chúc các bạn sẽ thành công trong chăn nuôi. Hy vọng bài chia sẻ này của mình sẽ giúp ích, mà nếu ai đó có thấy bài chia sẻ này trên mạng xã hội thì hãy chia sẻ giúp mình để cứu vãn rất nhiều con đà điểu và kinh tế cho bao nhiêu bà con nông dân. Thân ái chào tạm biệt.